toàn bộ đội nông nghiệp trẻ đang tiến hành khai hoang để hình thành nên các cái thửa ruộng ở bên chỗ bản Cà Pinh Nga La ở nông trại số 2 các bạn. Ở đây thì như hôm rồi các bạn thấy đó, nghĩa là đất đến bây giờ vẫn có độ ẩm các bạn, và đặc biệt là ở đây đây có cái mương nước đấy các bạn này. Chỗ này nước nó rỉ ra đấy. Antonio, đây các kim đây này. Cái khả năng cao là ở đấy vẫn nếu mà đau xấu xuống thì vẫn có nguồn nước chứ các bạn, nguồn nước các bạn. Cái này là một cái mướng cũ ngày xưa đấy, nhưng báo đời trước đấy các bạn, nhưng bây giờ là vẫn còn nước. Các em đang trắng giấy về đắp cái bờ thửa đấy các bạn. Voilà les. Ok, hello chào các bạn. Tudo hello chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn trở lại về channel Thế Nhớ Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Thì bây giờ anh em mình đang có mặt ở bản Cà Pinh Nga La các bạn. Đây đến nông trại số 2. Đây các em đang tiến hành đắp cái gọi là cái bơ thửa các bạn, bơ dương ấy. Bye Paul Luton đi. Peter. Bác trưởng thôn đang đi gì nhỉ, gọi là ở quê mình gọi là đi chăn bò đó. Bác đang đi kiểm tra cái đàn bò ăn cho chỗ nào các bạn. Các bạn cũng phun đuôi phi nhá. Ok, terra sima ta bông nó các bạn mũi tu terra sima đó bôi nó phun đu số area entendi nhá. A reparar a pessoa vai cozinhar, hein? Quem vai cozinhar? Hoje Rosinho vem? Tá onde? Não cozinha hoje? Cozinha, não cozinha, mas não devolver no que não comida já? Hoje Bela não vem? Não. Ok. Tá bom. Agora só cava no fundo, já? Não puxa mais terra. A terra lá em cima, tipo, tem trume. Tá vendo? Từ những cảnh đồng hoang, cỏ chảy bạt ngàn các bạn. Đây, đây này. Đây, bên này là cỏ đây. Các bạn ấy một cái nhận chứng điển hình ấy. Cụ thể và điển hình nhất đấy các bạn. Đấy, ở chỗ này ngay trường thế thôi. Nhưng mà chỗ này thì... cái đợt mình về thì bán đông có nhờ được máy cây của Quang Lý Phạm thì nó đi qua một lượt rồi thì nó đỡ á. Đấy. Nhưng mà không thì nó cứ như thế này thôi. Thì mai một đấy thì khi mà ở bên này nó tương đối ổn định thì mình sẽ làm hết phía bên này luôn. Bên chỗ cỏ này mình sẽ mượn máy cây của Quang Lý Phạm vào rồi là sẽ tiến hành cây. Trực tiến là đột chạy cỏ rồi cây rồi lấy gốc ra các bạn. Gốc, những cái gốc cỏ này là thậm chí mình đốt mùa này mình đốt đi, nhưng mà mùa năm sau thì nó vẫn phát triển lên bình thường các bạn. Đấy, dưới cái cây cỏ này giống như có cái củ ấy để cho nó kiểu giống như là dự trữ nguồn dinh dưỡng á. Ta sẽ bên đưa bôi đi đây tui nhá. Đầu tiên thì sẽ tiến hành đắp cho các em đắp ở đấy, xong rồi khi nào nó tương đối ổn định thì sẽ đào cái mướng thế này các bạn. Cũng có nhiều comment góp ý với mình là nên đào khoảng tầm rộng khoảng tầm 2 mét đến 3 mét gì đấy, linh mét làm sao là khi mà mình xúc cái dùng cái xẻng để mà hất đất lên nó dễ. Mọi người cũng tư vấn mình là không nên không cần thiết, không nhất thiết phải là đào cái áo. Đấy, có thể đào mướng nhưng mà nó chạy dọc, chạy dài theo ở phía trên này để trữ nước.
Nếu mà sau này có điều kiện, có thời gian thì có thể là đào ao các bạn. Đất ở đây rất là ẩm ướt các bạn. Ở đây nếu mà mùa nắng này, khi mà đã hình thành những thửa ruộng đấy thôi thì cũng vẫn có thể là tiến hành trồng cây rau màu được. Mình nghĩ sẽ được, bởi là đất có độ ẩm, nó không khô. Chứ những vùng khác thì đất nó khô, đào dưới lên là không có một gì chút độ ẩm nào cả. Nhưng còn ở đấy thì vẫn còn nước. Thế sau này sẽ tiến hành đào ở đây chỗ này làm cái mướng. Về lâu về dài thì có thể mở rộng thành áo. Tương lai thì ở đến này thì sẽ làm một cái nhà, xây một cái nhà, đóng gạch xây một cái nhà để bảo vệ nông sản. Thì mùa mưa tới thì toàn bộ phía đến này thì mình sẽ tiến hành trồng ngô, trồng khoai, trồng đổ, trồng ngô, trồng khoai các bạn. Ở bên kia thì khoai mi, bên này khoai lang. Đến này thì sẽ xem xét về điều kiện cái địa hình như thế nào thì sẽ tiến hành là trồng cái gì cho nó phù hợp các bạn. Ở đấy thì đất rồng mấy cũng bạt ngã đấy mà. Đấy, thậm chí kéo sang đi mà mẹ núi bên kia các bạn. Đấy. Thì tương lai sau này thì có thể là kiếm thêm một ít giống cái thơm các bạn, cái thơm cái giữa đó để trồng các bạn. Vậy là ở bên kia cũng người dân có trồng một thửa ruộng là cái thơm cái giữa các bạn. Thì nó cũng quả rất là nhiều, cũng có giá trị kinh tế các bạn. Đấy, cứ trồng được cái gì thì trồng thôi. Đất đai rồng mênh mông bây giờ cứ để không, vậy là chỉ có cỏ mọc. Chỗ này mình đang cho cả em tiến hành là định hình lại cái có thể là thửa ruộng các bạn. Trước mắt thì hy vọng của mình ở chỗ này sẽ làm ruộng lúa vào mùa mưa các bạn. Còn trước mắt thì trong cái thời gian này thì các em cũng đang nghĩa là cái thời điểm nông nhàn các bạn, vừa là trồng hành xong rồi, cà chua xong rồi, cũng đã chăm sóc rồi, thì bây giờ đã ở đằng kia chỉ bố trí ba em thôi để là tưới về chăm sóc đằng kia. Thì lúc nào mà cần thiết mà giả dụ bón phấn đàm hay là làm một cái gì đó thì sẽ toàn bộ các em sẽ về ở đằng kia làm. Còn hiện tại bây giờ ở bên này thì đang cho các em định hình lại các cái thửa ruộng. Đây đây, đất ở đây các bạn này, các em đào xuống dưới sâu các bạn này. Nhưng mà đất này, đất đen này, đất rất là thích luôn các bạn. Ở đây đất mùn rất là nhiều luôn, giống như mà ở quê mình gọi là đất nhiều, đất than bùn các bạn. Ở dưới này đen thui luôn này, rất là thích luôn. Mà ở đây đất ẩm ướt các bạn, đất ướt lắm này. Nên là mình cái chỗ này thì mới đầu là cứ kiến thiết lại, nên là có thể là làm ruộng lúa, hoặc là nếu mà cái điều kiện nó khắc nghiệt quá mà không đủ nước để mà cấp cho cái ruộng lúa thì mình có thể làm trồng rau màu các bạn. Mình sẽ sán phẳng tương đối phẳng nên là sẽ trồng rau màu đấy. Bởi là sau này nếu mà cái điều kiện nước nối nó hiểm á thì trồng rau màu thì nó cũng cái hạn chế cái lượng nước bị lãng phí á, nó thất thoát á. Nếu mà khi mà đã tương đối phẳng rồi thì nó sẽ đỡ thất thoát nước ấy. Đấy, nếu mà làm được trồng lúa thì là điều tuyệt vời hơn thôi. Đây. Ngày hôm nay các em từ buổi sáng tới giờ là các em bắt đầu là từ ở đằng kia đắp một cái nói chung là đi vòng quanh được ba phía rồi các bạn. Đây, đội nông nghiệp bản Cá Binh là làm việc rất là chỉnh chu và rất là tốt. Đặc biệt ở đấy là cái cỏ tránh các bạn rất là nhiều luôn. Mà đặc biệt ở chỗ nào mà cái cỏ tránh này phát triển này thì ở đó là mình nghĩ đất vẫn tốt, giống như người nông trại số 1 ở dưới kia thì chỗ nào mà cỏ tránh này nhiều thì đất rất là tốt luôn. Đất đen thui tốt. Thì tranh thủ làm ngay lúc này thôi. Sau này thì cái chỗ này thì nó kiểu nó vẫn hơi kiểu nhiều nước nó ở trên này nó rìn đấy, nó rìn ra. Mình sẽ bố trí là chỗ này, làm chỗ này chia ra thành
mấy thửa, những cái thửa nhỏ nhỏ giữa. Trước mắt là đi một vòng xung quanh, sau đó thì sẽ chia ra từng từng ổ từng thửa, xong từng ổ từng thửa thì sẽ sán băng ra, sán lớp mặt băng ra. Đây, nhân tiện ngày hôm nay thì cho các em khơi lại cái giếng ở đây. Thế là ngày mai ngày kia thì sẽ tiến hành đóng gạch đất các bạn, đóng gạch đất đi để mà xây xung quanh. Ở quê mình gọi là khảo giếng đấy các bạn. Đây, vừa mới làm xong mà nước rất trong đấy các bạn. Anh Tôn đi, phim anh. Đây, vừa mới ra khỏi giếng luôn mà nước lên nhanh như vậy các bạn. Phải 17 cm thôi. Mà nhìn nước trong nhìn thấy đầy luôn các bạn. Cái chỗ này sẽ đóng gạch tập luôn, gạch đất xong thì xây xung quanh. Nên sau này thì sẽ sử dụng làm nước sinh hoạt các bạn, nước nấu ăn đi, nước rửa rãi đi nấu ăn ở chỗ này. Còn bên này thì cái hồ nước này các bạn, cái hồ nước này thì đây. Mua khố mà ở đấy vẫn còn nước như này các bạn này. Đấy, thế là mình đang nhủ các em là vượt hết rác rưởi rồi cỏ đô các kiểu ấy. Cái chỗ này thì sau này thì có thể là làm cái cầu rửa. Đấy, nước sạch thì có thể làm cái chỗ rửa ở chỗ này được. Bên này là tương lai thì có thể là đào sâu xuống để lấy nước cấp. Lấy nước cấp cho ruộng các bạn, các ruộng hoa màu hoặc là ruộng lúa. Đó là cái giải pháp tạm thời thôi. Còn sau này thì ở chỗ này thì mình sẽ bố trí đào một cái mương. Đấy, chỗ này thì có thể đào một cái mương chạy dọc ở trên này. Đấy, chạy dọc ở trên này là vừa trữ nước để mà tưới phía dưới các bạn. Đang có dự tính cho tương lai là như vậy. Còn ở đấy thì có cái suối ở dưới kia nhưng mà suối thấp lắm. Thì thường nguồn của cái suối thì nước cũng rất là ít. Nhưng mà để xem sau cái thời gian mà khoảng tầm tháng 8, tháng 9 ấy, đốt hết cỏ, đốt các kiểu thì mình sẽ đi khảo sát lại một lần nữa xem mà có thể là đắp được cái con đê không? Đắp được con đê để mà dẫn nước về chỗ này không? Để chủ động cho cái nguồn nước cho ruộng lúa các bạn. Thì hiện tại bây giờ là cái ruộng ở dưới này, cái đang là khai khẩn dưới này thì cũng chưa biết được là nó sẽ như thế nào. Cái đất nó có sọt với so với cái trông hay không thì cũng chưa biết. Đấy, nhưng mà có thể một vụ hoặc hai vụ thì nó có mới đâu nó có khả năng đất nó đang sọt á. Nhưng mà sau đó thì có thể nó sẽ phù hợp với cây trông đó. Ở những khu vực khác các bạn, nếu mà cái giai đoạn này nếu mà đào đất á, thì sẽ là đất khô và đất cứng ở phía dưới các bạn. Còn ở đấy thì đấy các bạn thấy đó, một màu đất đen luôn, đen thui luôn. Nghĩa là đất vẫn ẩm bình thường các bạn, vẫn có độ ẩm thì đất vẫn là ướt. Các em đang tiến hành là căng giấy để làm cái bờ này cho nó thẳng lên đấy các bạn. Ok các bạn, bây giờ mùa rồi, mặt trời chuẩn bị khuất núi rồi, nên là nội dung video cũng như công việc ngày hôm nay mình xin tạm dừng tại đấy. Thì các bạn thấy ý nghĩa thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Thì Nhớ Vlog Cuộc Sống Châu Phi để anh em mình có thêm động lực giúp đỡ người dân các bạn. Dạ, tôi đúng phải lâu chào các bạn không? Về đi đi. Chào các bạn. Ok. Ate, avanza a tela, ya. Avanza a tela. Amanya continua. Amanya. Vai uma direito no meia para lá embaixo. Amanhã para dar outra aqui, né? Ou amanhã para tá boy mais? Não. Não, né? Ngày hôm nay bà trưởng thôn vắng mặt các bạn. Chỉ có là các em trong đội nông nghiệp làm việc thôi. Ấy ta xe cả ní. Nói chung thì bây giờ cứ tiến hành định hình cả cái thửa ruộng này các bạn. Nhưng mà mình thì nghĩ thì cái này nếu mà mùa mưa thì khả năng vẫn khả thi.